Kính chào quý vị và các bạn, chúng ta lại cùng gặp nhau trong bản tin của kênh Tin Mới. Hãy cùng dành ra 10 phút mỗi ngày để cùng lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đáng chú ý sẽ diễn ra trong ngày trên kênh Tin Mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 30 tháng 8 năm 2023. Thưa quý vị, thành phố Mỏ Trắc Châu đang phải đối mặt với đợt lũ lụt chưa từng có, chịu ảnh hưởng của cơn bão Doksuri. Lượng mưa ở Hà Bắc kéo dài, lượng mưa tích lũy lớn, phạm vi bao phủ rộng, cường độ mưa mạnh do ảnh hưởng của lượng mưa cực lớn và lũ thượng nguồn đổ về. Nguy cơ lũ sông và ngập úng đô thị ở thành phố Trắc Châu ngày càng gia tăng. Tình hình kiểm soát lũ rất nghiêm trọng. Ngay từ khi trời chưa mưa, nhiều người dân Trắc Châu đã bắt đầu chuẩn bị từ sớm. Dưới sự kêu gọi của chính quyền, họ đã chất bao cát và gia cố các ô cửa. Nhưng tác hại của lũ lụt vượt xa dự đoán của họ. Theo thống kê, tính đến 10 giờ sáng ngày thứ Hai, 133.913 người ở Trắc Châu và 146 ngôi làng với diện tích 225,38 km2 bị ảnh hưởng bởi lũ lụt. Nước từ sông đổ về cuồn cuộn, tràn ngập đường phố, ngập ruộng đồng, có nơi nước ngập sâu, đến cả cột đèn giao thông cũng chỉ lộ trên mặt nước như những lá cờ. Trắc Châu vẫn đang khốn khổ giữa trận lũ lụt nghiêm trọng mà tình hình cứu hộ vẫn đang hết sức gay gắt. Lũ vẫn đang đến, mực nước dâng lên quá nhanh. Ngày thường, sông Bắc Khư Mã là sông mẹ của Trắc Châu. Con sông này chảy xuống Trắc Châu, hợp lưu với sông Đa Si và sông Tiểu Thanh, rồi quay về phía nam đến thị trấn Bạch Câu, nuôi dưỡng các làng và thị trấn lân cận. Tuy nhiên, ngày nay nhiều đoạn sông đã không thể phân biệt được, nước tràn từ sông đã chảy đến các làng và cánh đồng lân cận, và mọi nơi nó đi qua là một vùng nước rộng lớn. Ở những ngôi làng lân cận dọc theo con phố, hầu hết các hộ gia đình đều chất bao cát đơn giản trước cửa, cổng đóng chặt. Nhưng những lực cản này quá yếu ớt trước dòng nước chảy xiết, cơn lũ không những vượt qua bao cát hay bậc thang tạo thành một dòng sông phẳng lặng và vô tận, chảy xuôi theo mọi hướng. Một số cư dân của các ngôi làng và thị trấn dọc đường đi đã được di chuyển, chỉ để lại những ngôi nhà trống và một số gia súc và những ngôi làng bị lũ lụt cuốn trôi. So với khu vực nông thôn, tình hình ở thành phố Trắc Châu tốt hơn nhưng nó không lạc quan. Nước dường như vô tận, hết đợt này đến đợt khác, hệ thống thoát nước của thành phố đã đạt đến đỉnh điểm cực đại, nước tràn vào nhà dân, cuốn trôi ô tô, đồ đạc, song nổi và dày nổi lên trên mặt nước. Sau khi tạnh mưa, thời tiết nóng bức khó chịu. Bác Lưu, 82 tuổi, đứng chắp tay sau lưng bên vệ đường, nhìn dòng sông vốn là một con phố, nói: "Từ nhỏ tới giờ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy trận lũ lớn như vậy." Bác Lưu hơi điếc tai, nghe không rõ câu hỏi của phóng viên. Ông chỉ nói đi nói lại độ sâu của con sông này với phóng viên. Các lan can ở giữa đường đều bị ngập, bạn không thể xuống nước và chỗ sâu nhất là 4 mét. Chú Lưu nói rằng nước dâng lên quá nhanh, thật hãi hùng. Thấy đất khô, nước từ từ nó dâng lên, mấy phút từ mất cá đã dâng lên đến bắp chân. Mưa bắt đầu từ ngày thứ Bảy tuần trước. Trong ấn tượng của chú Lưu, Trắc Châu hiếm khi có mưa bão như vậy. Vào lúc 16 giờ chiều ngày thứ Bảy, Văn phòng trụ sở phòng chống thiên tai khí tượng Trắc Châu đã đưa ra phản ứng khẩn cấp cấp 1 đối với các thiên tai do mưa bão lớn. Lúc này, mưa vẫn chưa ngớt, mùa hè mưa nhiều, mưa suốt đêm cũng không có gì lạ. Khi đó, dân làng hàng xóm không ngờ cơn mưa lớn lại có thể gây ra tác hại lớn như vậy. Cũng sinh ra và lớn lên ở Trắc Châu, Vương Quyên, 52 tuổi, kể lại rằng khi còn nhỏ cô cũng đã từng gặp trận lũ như vậy. Cha mẹ đã đưa các anh chị em của họ đi để tát nước ra khỏi. Lũ lúc đó đến và rút rất nhanh, tức là có thể rút trong ngày, không giống như lần này. Mưa đã tạnh hơn 2 ngày nhưng nước không thiếu chút nào. Nước chỉ tăng lên một cách yếu ớt. Không ai ngờ rằng cơn mưa xối xả đầu mùa lại có thể kéo dài lâu như vậy. Từ 8 giờ sáng ngày thứ Bảy tuần trước đến 11 giờ trưa ngày thứ Hai tuần này, lượng mưa trung bình ở thành phố Trắc Châu là 355,1mm, lượng mưa lớn nhất ở làng Lương Hà là 435,7mm, lượng mưa ở nhiều thị trấn và đường phố vượt quá 300mm. Trong thâm tâm họ, lũ lụt là một cái gì đó rất xa vời với họ. Trắc Châu mặc dù có nhiều sông ngòi và hệ thống thủy lợi, nhưng mấy năm gần đây tương đối ổn định. Vì điều này, nhiều người đã hoàn toàn không chuẩn bị cho một trận lũ lớn như vậy. Nhà chú Lưu thật may mắn nằm trên một khu đất dốc, tương đương với chiều cao của một tòa nhà 2 tầng. Thường ngày tôi luôn cảm thấy nơi này không ổn, lên xuống bậc thang thật mệt, không ngờ lại may mắn thoát khỏi trận lụt. Sau khi Vương Quyên canh gác ở nhà một ngày, cô vẫn đến khu tái định cư. Ban đầu, chị luôn muốn quay về, nhưng gần như khu dân cư, nước ngập đến thắt lưng. Nếu không có thuyền kayak, nước rút sẽ không thể về được. Cơn mưa lớn không chỉ mang nước vào thành phố mà còn gây tắc nghẽn giao thông rõ rệt, cũng như một loạt phản ứng dây chuyền.
ánh đèn của một số cửa hàng chập chờn rồi vụt tắt, các khu vực rộng lớn của thành phố bị mất điện. Một số cư dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai đã vội vã đặt khách sạn ngay lập tức và những khách sạn tốt hơn một chút trong thành phố cho thấy phòng của họ đã kín chỗ. Không có khách sạn nào không kín phòng, điện thoại kêu không có nước, không có điện. Khi tạnh mưa, điện được cấp lần lượt hoặc ngắt quãng nhưng nước vẫn chưa được sửa chữa. Để người dân có nước dùng, chính quyền cung cấp một số xe chở nước để người dân lấy nước. Bên ngoài nhà vệ sinh của Bệnh viện Nhân dân trong khu đô thị, hàng dài người xếp hàng chờ lấy nước. Xô chai lớn, túi nhựa dày hơn, về cơ bản mọi thứ có thể chứa nước đều được sử dụng. Giờ tan ca, hàng dài cả 100 mét xếp hàng lấy nước, họ quay ra khỏi tòa nhà và đi nhiều lượt. Nhiều cư dân xấu hổ khi uống quá nhiều nước, về cơ bản chỉ lấy nước sinh hoạt trong ngày. Toàn bộ Trắc Châu đang tiết kiệm nước để không phải rửa bát đĩa, nhà hàng đã đổi sang hộp cơm dùng một lần, mặc dù điều này sẽ làm tăng chi phí. Tắm rửa đã trở thành một điều xa xỉ và thời tiết vô cùng nóng bức. Nhưng nguồn nước quý giá chỉ có thể được sử dụng để đáp ứng những nhu cầu cơ bản nhất của cuộc sống như nấu ăn. Vì không tìm được khách sạn nên phóng viên đã ngủ trên chiếc ghế tựa ở hành lang bệnh viện. An toàn là vấn đề cấp bách nhất được tính đến sau lũ. Tôi không biết nước trên đường sâu bao nhiêu, có khi vừa đi ra ngoài, nước trên đường chỉ đến mắt cá chân. Không thấy nguy hiểm, đi được một đoạn nước đã dâng lên đến đầu gối. Dòng nước bắt đầu dâng lên, có cảm giác như sóng đang ập vào người. Con đường đầy xe và cầu cạn cũng đầy xe. Một số tài xế can đảm không nghe thuyết phục, lội nước trên đường. Xe chết máy dừng giữa đường, mọi người chạy ra, nước cũng nhanh chóng trùm kín mui xe. Túi nhựa, dây thừng và các loại rác khác trôi nổi trên mặt nước. Mỗi bước cần phải được thực hiện một cách cẩn thận để không vấp ngã. Nhiều người Trắc Châu đã nhanh chóng nhận ra nguy hiểm khi nhìn vào dòng nước. Tình nguyện viên Tiểu Vương nói với phóng viên rằng, mới tối ngày 29 tháng 8, khi cô chuẩn bị về nhà thì bị một tấm sắt nhọn lao xuống nước, cô không kịp tránh và bị một vết thương ở chân. Không chỉ vậy, trên bắp chân tôi còn phát hiện ra một vài vết âm tím, tôi không biết mình bị thương lúc nào. Ở những con đường ngập nước của thành phố, nắp hố ga bị cuốn trôi là mối nguy hiểm tiềm ẩn. Trên một con đường tỉnh lộ ở Bạch Câu, một cửa hàng bán quan tài bị cuốn trôi, những tấm ván gỗ không kịp đóng ván trở thành một chiếc thuyền đơn độc trong nước lênh đênh trên đường. Những ngày sau lũ, cuộc sống thường ngày thay đổi chóng mặt. Nhiều ngôi nhà của người dân bị ngập lụt và dưới sự tổ chức của chính phủ, các trường học gần đó và những nơi khác đã trở thành nơi tái định cư tạm thời. Trung tâm giáo dục nghề nghiệp ở Trắc Châu là nơi tái định cư lớn nhất ở Trắc Châu trong thảm họa mưa bão và lũ lụt lần này. Địa hình cao ở đây đã sống sót sau lũ lụt. Hơn nữa, hiện đang là kỳ nghỉ hè, nơi đây có đủ không gian để chứa những cư dân bị lũ tàn phá cuộc sống. Khu tái định cư được đưa vào sử dụng vào tối ngày Chủ nhật và vợ chồng Vương Trường Kha đã đến đây vào ngày hôm sau. Gia đình anh ấy ở một thị trấn gần bến tàu và độ sâu nước trong làng là 3 mét. Hầu như tất cả họ đều bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Đêm hôm Chủ nhật, trận lũ bắt đầu, trong vòng 1 giờ, nước trong sân đã dâng lên đến phòng chính. Chân của Vương Trường Kha bị thương khi còn nhỏ và các con của anh ấy đều ở thành phố, vì vậy anh ấy và vợ là những người duy nhất ở nhà. Vợ anh gọi người hàng xóm giúp anh leo cầu thang bộ lên tầng 2, rồi từ tầng 2 leo lên mái nhà hàng xóm. Đợi trên mái nhà rất lâu, anh mới thấy được chiếc thuyền kayak của lực lượng cứu hộ đến ứng cứu. Tôi liên tục nói với cô ấy rằng, nếu nước lũ dâng cao trở lại, hãy để tôi yên và tự chạy thoát thân. Vương Trường Kha nói rằng, nước lên quá nhanh, khiến anh ấy thực sự cảm thấy rằng lần này mình có thể không thoát được. Người vợ cũng muốn mang thêm nhiều đồ từ nhà, nhưng cuối cùng chỉ có rất ít đồ được mang ra ngoài. Toàn bộ đồ đạc, kể cả chiếc điều hòa đặt sàn vừa mua năm nay, đều bị ngấm nước. Tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, có một công ty cung cấp suất ăn đặc biệt để đảm bảo 3 bữa ăn mỗi ngày cho bà con tái định cư. Đồng thời, các vật dụng sinh hoạt cơ bản cũng được chuẩn bị tại đây. Trời nắng nóng, nhưng ở ký túc xá sinh viên có quạt. Một phòng ở khoảng 8 người, trước lũ có chỗ ăn ở như vậy tôi rất mãn nguyện. Đã 3 ngày không nghỉ, Hàn Tuyết Tùng, bí thư chi bộ của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp, mắt đỏ ngầu. Ông nói với phóng viên rằng hiện tại hơn 2.000 người bị mắc kẹt đã được tái định cư ở đây, cộng với giảng viên phục vụ và lực lượng cứu hộ. Hiện có hơn 3.000 người trong trường. Chúng tôi kêu gọi giáo viên và học sinh trở thành tình nguyện viên và chúng tôi đang nhanh chóng tập hợp hơn 300 tình nguyện viên, hầu hết là giáo viên trong trường. Hàn Tuyết Tùng nói rằng đây là lần đầu tiên trường gặp phải tình huống như vậy và họ chỉ có thể làm hết sức mình. Lực lượng tình nguyện viên đã làm tốt công tác hỗ trợ hậu cần. Ở một số trường học, nhà riêng của giáo viên cũng bị ảnh hưởng bởi mưa lũ,
khi đối mặt với thiên tai, không ai kêu ca rằng họ mệt mỏi chứ đừng nói đến việc rút lui. Ngoài chỗ ăn ở, bản thân bệnh xá của trường còn có nhân viên y tế túc trực để bảo đảm y tế cho quần chúng. Trung tâm tắm rửa, trường học, quán cà phê, trung tâm mua sắm, tòa nhà văn phòng, thậm chí cả đấu trường đều tạm thời bị biến thành khu tái định cư. Nhiều người đã tự mua thức ăn, nước uống, thuốc men và gửi đến những ngôi nhà tạm thời này. Bây giờ là thời điểm khó khăn nhất, nhưng nước sẽ rút luôn, một tình nguyện viên nói với phóng viên. Chúng tôi ở Trắc Châu cảm ơn tất cả những người đã đến giúp đỡ chúng tôi. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin thời sự tổng hợp ngày hôm nay. Chúng tôi sẽ tiếp tục cập nhật những thông tin mới nhất trong những bản tin tiếp theo. Quý vị hãy đăng ký kênh Tin Mới để theo dõi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!